gần 40 tuổi rồi nhưng vẫn thích chơi đồ hàng. Mới năn nỉ ông chồng làm cho cái nhà này nè. Rất là mê luôn, và bữa sẽ làm những clip nấu ăn chiêu chiêu. Ở đây có bà nào mà thế hệ 8X, 9X có sở thích giống như mẹ bối, điểm danh cái nha. Sau bao ngày chờ đợi thì nó cũng gần hoàn thiện rồi nè. Bây giờ thì đi mua đồ cho nhà mới thôi. Đây là hình chén của ngày xưa. Bây giờ cái chén này cũng không người bán. Cái tô này của ngày xưa. Đây, nhà tạp thuốc của ngày xưa nha, nhưng mà tại vì ba cũng không hút thuốc, không có mua. Làm cái chòi xong rồi á, bây giờ đi mua đồ là cả một vấn đề nè. Những cái đồ gốm sứ kiểu này á, ở dưới quê đâu có đâu, tụi mình phải mua ở trên Bình Dương. Ta nói hai vợ chồng đi lùng sục khắp nơi sắm y như là sắm đồ cho nhà mới vậy đó. Rổ rá nè, rồi nồi niêu son chảo phải đậm chất quê tôi mới chịu nha. Mà hình như mình là cốt cách nông dân đó cả nhà ơi. Đây, thiên đường cây ăn trái luôn. Cây nhỏ nhỏ mà trái quá trời trái luôn nè. Mua cái chanh này về trồng để cái chanh này là chanh vàng hả cô? Chanh giấy hả? À, chanh giấy này có trái quanh năm, cái lá của nó ăn được. Cây vườn thì có tí xíu à, mà nhìn cây nào cũng muốn mua về trồng hết trơn. Hôm trước nhà mình có cây vú sữa hoàng kim mà bây giờ nó bị chết rồi, nên bây giờ mua cây hồng xiêm vào để thay. Rồi, cái trái hồng xiêm này trồng ăn rất là ngọt luôn đó cả nhà. Ở Bắc thì gọi là hồng xiêm, còn trong này gọi là samuche. Cái trái này trồng rất là nhiều quả luôn. Mua cây này về trồng. Nhìn cái khúc này giống như một người nông dân thật thụ ghê luôn ta ơi. Mẹ nghe đang tranh thủ trồng thêm một ít rau xà lách nữa. Cái rau này á, trồng ở ra ngoài đất nó rất là nhanh lớn. Nhiều lúc gu của mình cũng lạ ghê. Người ta thì mê nhà, mê hột xoàn, mê kim cương, mê đồ hiệu. Còn mình thì mê cái vườn rau này. Cải nè, rau muống nè. Đậm chất là quê luôn. Bây giờ về nhà là nói chung là chỉ có cần mua cho chồng mình cái cần câu, đi câu cá nữa. Là coi như là về là khỏi phải đi chợ luôn. Cả nhà ơi, bí quyết mọc tóc của mẹ bối này nha. Có rất là nhiều bạn hỏi mẹ bối là sau khi sinh ba bạn như vậy thì cái bí quyết nào để giúp cho mình mọc tóc lại. Tại vì các bạn đã biết là sanh một bé thôi là rụng tóc rất là nhiều rồi. Thì đây, đây là sản phẩm xịt mọc tóc BOI của nhà bối. Cái này trời ơi mọi người ơi, cực kỳ xuất sắc luôn nha. Nam dùng được, nữ dùng được. Nói chung là tất cả mọi người ai đang gặp tình trạng bị rụng tóc á, rụng tóc sau sinh, rụng tóc do stress, rụng tóc do Covid, rụng tóc do mình lo lắng mất ngủ á, cũng đều sử dụng được. Chỗ nào bị hói là xịt vào chỗ đó, một ngày xịt hai lần thôi. Thấy tóc em không? Trời ơi nó mọc nè mọi người, nó xịt, nó mọc tu tủ vậy nè. Còn hai bên này hôm bữa trước nó rụng hói luôn, bây giờ nó lên quá trời trời luôn nè. Đây nha. Muốn mọc tóc là cái dùng xịt mọc tóc của nhà bối, một vùng nhỏ xịt tầm 2 chai thôi mọi người, thấy kết quả trên cả tuyệt vời luôn. Đây nha, đây nha.